tự thân làm business offline ở Mỹ và đạt doanh số hơn 50 triệu đô. Và sau đó bắt đầu lại từ đầu với Startup Online với thành công cũng không kém. Nhưng giờ đây, niềm vui của tôi là được chia sẻ cùng người Việt khắp nơi để cùng giàu hơn, hạnh phúc hơn. Welcome to chương trình 5 phút mỗi ngày với Fidu tại USA. Giáo sư Adam Grant là một người rất là nổi tiếng và ông để lại cho mình một cái bài học mà hôm nay tôi nghĩ là dân làm sale của mình nếu mà nghiệm ra được cái bài học này có thể sẽ thành công vượt bậc đây. Thì trước tiên Fidu sẽ kể về một câu chuyện của ông Adam Grant này trong quá khứ như thế nào, thất bại là sao, rồi từng bước ổng mới nghiệm ra được một cái bài học mà mình sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi để kể câu chuyện này thì Fidu cũng muốn giới thiệu ông Adam Grant một chút xíu. Ông này là nhà tâm lý học, giáo sư ở trường đại học Wharton, University of Pennsylvania, UPenn đó. Trong cái business school thì cái business school Wharton này nó rất là nổi tiếng, thậm chí nó có thể nói là nổi tiếng hơn trường đại học Harvard khi mà nói tới về cái ngành nghề business. Giống như ngay cả tổng thống Donald Trump cũng đã từng học từ trong trường Wharton này ra. Ông không những là nổi tiếng giáo sư ở trường đại học này mà ông cũng có là tác giả của một cuốn sách gọi là Think Again, nói về nhiều cái nguyên tắc trong cuộc đời thành công lắm. Thì một trong những cái nguyên tắc mà ông ta nói tới đó là nguyên tắc mình nên cho người ta cái động lực theo phương pháp nào. Ok, thì cái phương pháp gọi là mình cái gì cũng biết, mình đã đi trước, mình giỏi và mình cố gắng thuyết phục người khác để mà có thêm động lực, hay là mình sẽ đóng vai trò là không biết gì hết, chân thật, thoải mái, tự nhiên, lại có tính thuyết phục hơn. Thì kể cái câu chuyện này như sau. Ông có nói rằng là hồi trẻ, tuy là cũng là giáo sư rồi nhưng mà lúc đó còn trẻ chưa có kinh nghiệm, thì ông được mời diễn thuyết ở một cái trại quân đội về chủ đề động lực cho những phi công chiến đấu trong quân đội. Ok, thì ngày hôm đó ông nghĩ mình là người có kiến thức về tâm lý học rồi động lực thế này thế kia, thì ổng dùng những cái gọi là cái kiến thức của mình để mà thuyết phục những người phi công chiến đấu là cái ngành nghề mà thật sự là rất là stress, rất là khó khăn, cần có cái sự động lực để giữ cái lửa để mà xuyên suốt trong quá trình chiến đấu và luyện tập. Thì cái câu chuyện diễn thuyết của ông ta chẳng đi về đâu cả, bởi vì ổng dùng những kiến thức mà tỏ ra mình biết rất là nhiều, và cuối cùng cái kết của buổi diễn thuyết đó diễn ra thật sự không tốt đẹp gì cả, thậm chí có người không thấy hay và có người còn bỏ về sớm nữa. Thì sau đó ông ta mới cảm thấy rằng là phải về nghiên cứu trở lại. Thì cuối cùng ông nghiệm ra một bài học như sau: thừa nhận những gì không biết có khi còn tốt hơn nhiều so với việc khẳng định rằng mình biết rất nhiều thứ. Đó, thì ngày hôm nay trong cái khung cảnh ngành nghề sale và buôn bán của mình thì đây có phải là chiến lược hiệu quả hay không? Ok, thì Fidu muốn thuyết phục bạn khẳng định là như thế này, là đây là đúng là một cái chiến lược không tồi và có thể thành công trong rất nhiều trường hợp bởi những lý do như sau. Lý do thứ nhất, thành thật vẫn luôn tạo dựng được niềm tin hơn. Mở đầu câu chuyện ai cũng sẽ thích cái sự khiêm tốn hơn là cái sự tự cao của mình, đúng không? Điều thứ hai là khi mình hạ mình xuống và chân thật sẽ giúp khách hàng của mình thoải mái, chân thật trở lại và thật sự chia sẻ cái nhu cầu đúng của họ. Chứ trong nhiều trường hợp mà họ cảm thấy không có sự kết nối, không có sự chia sẻ và bình dân á, theo kiểu mình nói, thì họ cũng không có cho biết mình thật cái nhu cầu thật của họ, thì cuối cùng ai sẽ bất lợi, mình với ai, mình người bán hàng mình cũng sẽ chẳng đi đâu về đâu cả và sẽ phí thời gian không chốt được deal. Và cuối cùng, qua việc thừa nhận rằng mình không biết mọi thứ mà còn háo hức học hỏi và tiến bộ cùng khách hàng của mình, thì có phải là cái cách mà mình sẽ đồng hành đi xa với khách hàng và không những bán được một lần mà bán được rất là nhiều lần, đúng không các bạn? Ai cũng muốn ủng hộ, mua người đồng hành thay vì mua của kẻ quá tài ba, quá giàu có rồi, đúng không? Xin chúc các bạn nghiệm được cái ý hay của ông giáo sư này và chốt deal càng nhiều càng tốt bằng chính cái lý thuyết này. Ok, xin hẹn lại gặp vào một video lần sau. Xin chào. Nếu thông tin này hữu ích, Fidu rất cảm ơn khi anh chị em like và share để giúp thêm một người Việt nào đó cùng vươn tầm với chỉ 5 phút mỗi ngày.